Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Và thế là chúng ta lại có mặt ở trong chương trình Global Magic Moment. Và hôm nay chúng tôi cùng các bạn chúng ta sẽ đến với một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Đó chính là Stephen Alan Gilbert, đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim, người Mỹ gốc Do Thái. Ông này đã hai lần đạt giải Oscar phim xuất sắc nhất và ông cũng là đạo diễn phim có doanh thu cao nhất của mọi thời đại. Ông đã nói về tâm lý của công chúng như thế này: công chúng thèm ăn những gì thuộc về trí tưởng tượng. Bất cứ điều gì càng xa thực tế càng tốt. Chúng ta cần phải hiểu điều này như thế nào? Spielberg là một người rất là thành công, thậm chí thành công xuất sắc trong lĩnh vực màn bạc bởi một lý do rất là căn cơ, đó là hiểu được tâm lý và nhu cầu của khán giả. Ông nắm chắc nhu cầu khán giả vốn dĩ đã quá mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày và thèm được xem những thứ độc đáo, khác biệt, vượt ra ngoài trí tưởng tượng thông thường. Hàng loạt các bộ phim như là Giải cứu binh nhì Ryan, Công viên khỉ Jura, Sinh vật ngoài hành tinh, Hàm cá mập, vân vân đã hiện thực hóa quan điểm marketing này của Steven Spielberg. Chính vì vậy mà các nhà thiết kế sản phẩm, thiết kế quảng cáo cần phải bám sát điều này để tạo ra những cái thiết kế mang tính siêu siêu tưởng như thế. Chúng ta học gì được từ Stephen Gilbert? Hiểu rõ tâm lý, nhu cầu khách hàng và cung cấp đến họ thứ mà họ thèm nhất. Công chúng thèm ăn những gì thuộc về trí tưởng tượng. Bất cứ điều gì càng xa thực tế càng tốt. Lĩnh vực điện ảnh thì như vậy. Còn lĩnh vực của bạn, khách hàng thèm món gì? Bạn chính là người trả lời câu hỏi đó. Một ngày mới an vui, gặp nhiều thành công, hạnh phúc và may mắn. Đó chính là câu chúc của chúng tôi dành cho bạn trong ngày hôm nay. Và một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã có mặt trong chương trình Khoảnh khắc diệu kỳ này. Và chúng ta lại hẹn cùng gặp nhau vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.